Cường Auto xin kính chào bạn. Hôm nay Cường Auto sẽ có một video về so sánh chiếc hai chiếc sau cạc đang rất là hot trên thị trường, đó là Alatron U16K M2i cũng như là chiếc sau cạc Icon Bug Pro. Thì về đầu tiên chúng ta sẽ so sánh về phụ kiện của chiếc sau cạc này. Hai chiếc sau cạc này đều có nguồn điện để chúng ta cắm vào ổ điện này. Đều có nguồn điện nhé. Tiếp theo là sẽ có jack USB để chúng ta kết nối vào máy tính để lấy nhạc. Đây, hai jack đây. Tiếp theo là jack lấy nhạc từ điện thoại vào sau cạc. Đó. Jack lấy nhạc từ điện thoại vào sau cạc. Và cái này nó sẽ hơn với chiếc Icon Bug Pro, đó là chiếc cổng 6 ly. Thì cổng này bạn nào dùng Icon Pro thì cần liên hệ mình. Tuy nhiên thì với chiếc Icon Pro thì nó sẽ có cái cổng 3.5 này với chỉ một jack thôi để hỏi âm thanh. Đó, thì nó hơn nhau một chút như thế. Bây giờ mình sẽ so sánh với chiếc về phụ kiện thì nó không hơn nhau quá nhiều, nó chênh lệch một tí thôi. Thì về bây giờ mình sẽ so sánh về hai chiếc dòng sau cạc này. Thì nhìn bề ngoài các bạn có thể thấy là chiếc Icon Pro nó hình vuông và chiếc U16K M2i là hình chữ nhật. Về hai chiếc sau cạc này đều có hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh. Đây, phiên bản tiếng Trung của U16K M2i này, và chúng ta nhắc lên thì nó sẽ ở bên dưới tiếng Anh. Và tương tự Icon Pro cũng vậy. Tuy nhiên thì phần này nó sẽ tương đối chắc chắn hơn. Đó. Chúng ta có thể lột ra được, đúng không? Và nếu bạn nào biết tiếng Trung thì chúng ta để lại, còn không thì chúng ta có thể lột ra. Đó. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy là ở cái Alatron U16K M2i là mặt của nó sẽ là mặt kính và về bên ngoài hoàn toàn bằng kim loại. Còn Icon Pro mặt là mặt nhựa, mặt kính. Các bạn nhìn nó rất là bóng nhưng mà mặt là mặt nhựa nhá. Bao quanh nó cũng vẫn là nhựa, không phải là kim loại. Đó. Về mình sẽ đi tiếp là cách chỉnh các cái núm chỉnh âm. Đây, bề bên này sẽ là bass, chép rồi chung thì là tương tự giống, rất là giống nhau đúng không? Bên dưới là RCA gain này, những là mic guitar này, mic 1 này, mic 2 này. Đó, headphone này. Thì ở U16K M2i nó sẽ hơn về cái phần gọi là phần master. Đây nó sẽ có master. Và đây nó sẽ master 1, master 2. Ở U16 Icon Pro sẽ không có, đúng không? Tuy nhiên thì Icon Pro nó sẽ lại hơn ở cái U16K M2i này là nó có sẽ có phần chỉnh voice over, tốc độ voice over và cái hiệu ứng voice over. Ở đây nó có master nhé. Không có master. Đó, thì ở đây nó sẽ hơn hai phần master 1, master 2 thôi. Tiếp theo là núm xoáy, núm chỉnh âm, chỉnh các hiệu ứng. Thì ở trên chiếc U16K M2i này thì nó rút gọn lại, chỉ còn 16 hiệu ứng giúp các bạn điều chỉnh rất là đơn giản. Và nó sẽ có nút ấn. Còn lại với chiếc Icon Pro nó sẽ có 72 chế độ hiệu ứng. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là chế độ Echo, rồi Thirst, House, rồi Rave, Reverb, Room. Đó, thì khi chúng ta xoáy lên thì ở trên đây nó sẽ có màn hình. Các bạn có thể xem lại video hướng dẫn sử dụng của Cường Auto. Khi chúng ta xoáy điều chỉnh, chúng ta sẽ ấn xuống để lựa chọn cái hiệu ứng chúng ta mong muốn. Thì tuy nhiên thì cá nhân mình đang dùng thì chúng ta thấy là về nhiều hiệu ứng quá, chúng ta sẽ cũng không cần thiết cho lắm. Nhiều khi chúng ta ví dụ 72 hiệu ứng ấy, thì chúng ta chỉ sử dụng 5 hiệu ứng ở trên cái sau cạc này thôi, chứ không sử dụng quá nhiều, cũng như chiếc U16K mà cây này. Đó, thì các bạn cái này thì các bạn tùy nhu cầu của các bạn. Cá nhân mình thì mình vẫn thích U16K mà cây này hơn về kiểu dáng này, về hiệu ứng thì nó ít hơn, nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn đơn giản vì là chúng ta không hát thì chúng ta không sẽ dùng quá nhiều. Còn nếu bạn nào mà thích về thu âm hay là kiểu như chỉnh sửa âm thanh thì chúng ta sẽ sử dụng với chiếc Icon Pro này để nó ra chúng ta rất nhiều các hiệu ứng khác nhau để chúng ta điều chỉnh âm thanh.
Đó, cũng như là tương tự như là 48V này, voice over này, chứ là mic quiz này hoặc là direct thì tương tự, hai cái tương tự nhau, nó chỉ khác nhau ở phần bố trí thôi, bố trí điều chỉnh thôi. À, bây giờ chúng ta sẽ so sánh về các cái núm cắm. Mình sẽ dựng cái này lên này. Đó, các bạn có thể thấy thì núm cắm ở trên iPhone OPPO Pro và U16 Camera này thì nó không khác nhau quá nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy là đều có cổng QTA. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đều có cổng QTA input cũng như là đường mic 1, mic 2 vừa kết nối với jack XLR để cho dành cho những cái mic có nguồn 48V hoặc là jack 6 ly cho mic karaoke gia đình. Đó. Và hai cổng phone riêng biệt và mình đã điều chỉnh phone như vậy trên này đó. Thì mình khuyên các bạn khi sử dụng thì các bạn có thể dùng với chiếc icon với chiếc micro thu âm hai chiếc sao cạc này chúng ta sẽ dùng với mic thu âm. Vì sao? Vì độ nhạy của micro thu âm sẽ cao hơn với độ nhạy của micro karaoke gia đình, dẫn đến nó sẽ rất là thu, rất là hay đúng không? Mic chuyên để thu âm mà, còn mic karaoke gia đình độ nhạy đã kém. Đó, video lần trước ấy thì mình đã hướng dẫn với chiếc iPhone Pro này thì mình cũng đã có sử dụng chiếc micro karaoke gia đình Mixua cũng như là kết nối với chiếc PCK200 thì các bạn có thể xem lại để có thể đánh giá là nên dùng mic karaoke gia đình. Nếu mình không chưa có kinh phí thì mình có thể mua sao cạc này thôi và mình dùng với mic gia đình, hoặc không thì mình nên dùng mic thu âm với những dòng có nguồn, ví dụ Techstar, Techstar PCK200, Techstar PCK320. Các bạn hãy nhìn trên màn hình cái dòng mic đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại cái đằng sau của chiếc sao cạc để chúng ta sẽ cùng thấy được. Đây, các bạn có thể nhìn thấy lần lượt từ trái qua phải nhá. Nó đều có đường 5V DC là cổng cắm nguồn điện này. Tiếp theo là cổng USB để chúng ta lấy nhạc từ máy tính vào. Tiếp theo là đường layout là đường mà chúng ta cắm loa cảm âm. Stereo out là đường chúng ta cắm dây live stream và đường RCA in là chúng ta lấy nhạc từ điện thoại vào. Và về các jack cắm của chiếc iPhone Pro và U16K MKHi này thì không khác nhau quá nhiều. Chắc 100% là không khác nhau. 100% là không khác nhau luôn. Giống hệt nhau. Đó. Thì để mình đánh giá về chiếc hai chiếc iPhone OPPO Pro và U16K MKHi này thì là 19 10 thì nó không chênh nhau quá nhiều cũng như là các chỉnh âm này cũng như các cắm này, nó chỉ hơn nhau là cái phần hiệu ứng này thôi. Hiệu ứng của U16K MKHi nó sẽ rút ngắn cho chúng ta, giảm thiểu chúng ta rất là nhiều để chúng ta tiết kiệm được cái lựa chọn những cái âm thanh sao cho hợp lý. Khi bạn lựa chọn âm thanh hợp lý rồi thì mình nghĩ là chúng ta chỉ lựa chọn chụp một hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để hát thôi. Thì đây là một video so sánh về hai dòng sao cạc đang hot. Thì để đặt hàng cái dòng sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ mình qua website là cường.audio.com hoặc qua Facebook fanpage facebook.com và số cường audio page hoặc qua số điện thoại 0976508260, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Thì đây là một video về chia sẻ các bạn như vậy. Thì các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Cường Audio về video về so sánh sản phẩm này cũng như là video về đập hộp sản phẩm rồi review những cái dòng sản phẩm hoặc là những video cover của khách hàng Cường Audio gửi về cho Cường Audio. Để chúng ta sẽ chia sẻ âm thanh âm nhạc trên YouTube, mình sẽ up lên rất là nhiều các dòng sản phẩm, các bài hát các bạn cover gửi về cho mình. Thì xin chào hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của Cường Audio. Đây là U U16K MKHi và iPhone Pro. Xin chào.